Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Điểm tin an ninh trật tự trong tuần của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2023 có những tin chính sau đây. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào công ty. Cảnh tan hoang bên trong ngôi nhà nghi nổ bình ga ở phố Yên Phụ, Hà Nội. Khởi tố bị can với tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Tòa quân sự trả hồ sơ vụ cựu quân nhân tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận. Khởi tố bị can đối với cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai 7 tuổi. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin chi tiết. Sáng sớm ngày 12 tháng 8, người dân đi tập thể dục thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào của một công ty ở đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Danh tính được xác định là ông Nguyễn Văn Tê, tên viết tắt 61 tuổi, quê Bạc Liêu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, người đàn ông treo bằng sợi dây cáp viễn thông cột vào hàng rào. Được biết, trước đây, người này làm việc tại công ty nơi phát hiện vụ việc. Thời gian công ty ít hàng nên đã cắt giảm nhân sự, trong đó có người đàn ông này. Chiều ngày 12 tháng 8, Công an huyện Cần Đức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn cây trên xe container rơi xuống đè tử vong tài xế chạy xe ba gác máy. Theo đó, vào khoảng 15:40 cùng ngày, xe container chạy trên đường tỉnh 830 chở nhiều gốc cây kiểng rất to. Khi lưu thông vượt qua ngã tư Long Cang, huyện Cần Đức, Long An, thì một cây kiểng to phía sau rớt xuống, trúng ngay xe ba gác chở sắt do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe ba gác bị lật nhào xuống ruộng ven đường, người điều khiển xe ba gác tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Cần Đức đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, làm rõ danh tính người điều khiển xe đầu kéo cũng như danh tính của nạn nhân đi xe ba gác. Ngày 14 tháng 8, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ cháy nhà dân trên đường 8B, phường Bình Hưng Hòa A khiến nhiều tài sản thiệt hại. Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên từ trong căn nhà cấp 4 ở hẻm đường 8B, khiến người dân xung quanh hốt hoảng. Hàng xóm hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ, tìm cách tiếp cận dập lửa và báo cảnh sát. May mắn, đám cháy đã được khống chế kịp thời trước khi lực lượng chuyên nghiệp tới nơi. Vụ cháy khiến một số tài sản bên trong căn nhà hư hại, trong đó có một xe máy dựng gần lối ra vào bị biến dạng. Người dân xung quanh cho biết căn nhà là nơi sinh sống của 3 người lớn và một trẻ nhỏ. May mắn, thời điểm xảy ra cháy, bên trong không có ai. Khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8, người dân lưu thông trên đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, giật mình vì một tiếng nổ lớn từ một ngôi nhà trên phố. Vị trí vụ nổ được xác định tại số nhà 42 Yên Phụ. Sau vụ nổ, kết cấu của căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ nổ làm các đồ vật văng xa cả chục mét. Vào thời điểm trên, có một số người dân lưu thông theo hướng từ đầu đường Thanh Niên về cầu Long Biên, bị sức ép của vụ nổ nằm bất tỉnh ngay trên đường và trên vỉa hè. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ nổ bình ga sinh hoạt. Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe ben Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, ngụ thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 của Bộ Luật Hình sự. Quyết định đã được gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét phê chuẩn. Trước đó, ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong xảy ra tại xã Ia Rú, huyện Chư Pư. Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, lỗi chính thuộc về tài xế Bình, người điều khiển xe biển kiểm soát 81H02760 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát gây tai nạn. Ngày 14 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cũng đã tiến hành xác định tải trọng của xe này. Kết quả, xe ben 81H02760 chở quá tải trọng 8,8%,
chưa quá 10% nên chưa đến mức bị xử lý lỗi quá tải. Chiều ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh lực lượng công an chặn hai đầu một quán nhậu gây xôn xao dư luận. Theo đó, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết tối ngày 13 tháng 8, người dân địa phương báo tin có khoảng 150-200 thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya, gây ồn ào huyên náo, làm mất an ninh trật tự tại quán nhậu Thềm Food Garden trên đường 3 tháng 2 thuộc phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Nhận tin báo, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Bảo tổ chức kiểm tra, xử lý quán này về hành vi kinh doanh quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông DTA tên viết tắt 39 tuổi là quản lý của quán đã dùng tài khoản Facebook cá nhân livestream với thời lượng 4 phút 9 giây. Theo đó, ông A đã quay lại hình ảnh hai xe ô tô tải tuần tra và lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ cùng dòng trạng thái "Chuyện lạ của quán tôi chưa từng thấy bao giờ". Clip khi xuất hiện trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ, bình luận, tạo dư luận xấu cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Sau đó, Công an thành phố Rạch Giá đã mời ông A lên làm việc. Tại đây, ông A đã thừa nhận vi phạm, đồng thời tự nguyện tháo gỡ đoạn clip vào trưa ngày 14 tháng 8 và cam kết không tái phạm. Ngày 16 tháng 8, Công an phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ việc lập hồ sơ vụ việc nhà dân bị tạt sơn trên địa bàn. Anh NVT, tên viết tắt 39 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành cho biết, khoảng 2 giờ 49 phút, một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ đi xe máy tới trước nhà anh T, ném liên tục 3 bịch sơn đỏ vào căn nhà và nhanh chóng tháo chạy bằng đường khác. Sơn đỏ dính đầy vào cửa cuốn, cửa kính tầng 1, nền nhà cùng các vật dụng khác. Trước đó, rạng sáng 12 tháng 8, một thanh niên chạy xe máy tới, ném nhiều túi sơn, mắm tôm vào nhà anh T. Vụ việc khiến vợ con anh T sợ hãi, tâm lý bất an, không dám ra đường vì sợ nguy hiểm tính mạng. Chưa hết, bố mẹ vợ của anh T ở quê Nam Định cũng bị một nhóm người lạ mặt tới đòi nợ, quấy rầy. Anh T đã hai lần trình báo công an. Theo anh T, khoảng một năm trước, có người em vợ tên D, tên viết tắt 29 tuổi, ở nhờ nhà anh. Người này được cho là có nợ nần ngoài xã hội. Sau khoảng một năm ở nhà anh T, D đã đi đâu không rõ. Dù không liên quan đến nợ nần, nhưng do sợ hãi nên vợ chồng anh T đã trả 150 triệu đồng cho một số người đòi nợ với hy vọng không bị quấy rầy. Tuy nhiên, những người lạ mặt tiếp tục tới yêu cầu phải trả tiếp, nếu không sẽ phạt một ngày là 6,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 17 tháng 8 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 mở phiên sơ thẩm vụ án Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, bị truy tố tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cùng vụ án trên, Phạm Văn Võ, chồng của dì ruột bị cáo Minh, ngụ tỉnh Bình Dương, Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ bị cáo Minh, bị truy tố tội khai báo gian dối. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử căn cứ vào kết quả xét hỏi đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung tính chất tội phạm do hành vi của bị cáo Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng gây ra, đồng thời điều tra làm rõ nhân thân của bị cáo Võ. Đêm 16 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội xác nhận Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung là nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội hôm 14 tháng 8. Thiếu tướng Tùng cho biết, Nguyễn Đức Trung từng là cán bộ đội tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay trong ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định của ngành đối với Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an Hà Nội, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8. Theo Công an, tối ngày 14 tháng 8, Nguyễn Đức Trung lái ô tô đi vào khu đô thị Việt Hưng. Khi thấy bé trai 7 tuổi đạp xe một mình thì bắt cóc đưa lên ô tô rời đi. Sau đó, Trung gọi điện thoại đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.
và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5 giờ ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi người này đang ở tỉnh Hà Nam, bé trai được giải cứu an toàn. Tối ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc một nhà dân trên địa bàn xã An Đồng, huyện này bị hư hỏng trong quá trình tháo dỡ các nhà bên cạnh, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nút giao Khát Mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng, Máng Nước, quốc lộ 5. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, đơn vị tháo dỡ tiến hành tháo dỡ công trình của 4 hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Khu vực tháo dỡ mặt bằng gồm 5 hộ dân, trong đó có nhà bà Phạm Thị Thu Trang. Các hộ dân này ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với chi nhánh công ty cổ phần Thế Giới Di Động làm văn phòng và hoạt động kinh doanh. Trong 5 trường hợp này, 4 hộ đã chấp thuận nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Còn một trường hợp hộ bà Phạm Thị Thu Trang chưa đồng ý phương án và chưa bàn giao mặt bằng. Trong quá trình tổ chức tháo dỡ công trình 4 trường hợp đã nêu trên, khi thi công tháo dỡ biển quảng cáo cỡ lớn, kết cấu phức tạp đã đổ sập vào phần mái trên diện tích đất của bà Phạm Thị Thu Trang gây hư hỏng, không phải đơn vị tháo dỡ phá nhầm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền huyện đã chỉ đạo công an huyện phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc và yêu cầu công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm dừng việc tháo dỡ các công trình, mời các bên có liên quan về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Đồng giải quyết vụ việc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Điểm tin an ninh trật tự tuần này. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Mời quý vị đón xem thông tin cập nhật hàng ngày trên blo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.